Sau một hồi chúng tôi tra bớt và ở khu vực là Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nghệ An thì chúng tôi đã tới được tận khu phường xã để trao được tận tay cho bà con nông dân. Hiện tại xe chúng tôi đang tới khu vực đây là khu vực là cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Long Xá. Đây, chúng tôi chuẩn bị gặp trực tiếp những người dân để trao và phát quà cho họ. Sau khi nghe thông báo của Hội Chữ Thập Đỏ thì người dân đã tới khu vực chuẩn bị nhận quà và họ đang chờ nhận quà của chúng tôi. Này nó như ảnh hưởng như nào đó. Cơn bão số 4 này thì không vào của tá cho nhẹ, cho mà nước lên nhanh. Nó rút đi chậm. Thì một số là thời xưa là làm nhà thấp. Thì cũng khổ vì lấy nó cả cái dân. Cái máy đó nói chung là chỉ có lục nhà phải là một số cá họ làm sao đấy cũng lạc hầu. Chứ so với đi năm 89 đến nay thì cơn lục này là nói chung cũng là cá lên cao mà xuống chậm. Với nhà bác thì bị ảnh hưởng ra sao? Nhà bác thì nói nhà chung bác là... và nhà tôi nói chung cái nhà xung quanh thì hợp hơn nhà bác, nên nhà bác nó quá thấp. À, bác đừng nói là bác có xưng tôi với nhà tôi thì à, với nhà tôi thì chỉ còn 20 phân nữa, mà còn một số xung quanh thì vào khoảng 50 phân. Thì nói chung bùn non năm nay đi nhiều hơn thôi mấy năm khác. Vậy thì ngập lụt thế thì ảnh hưởng đến đời sống và kinh tế bà con là không, cũng vất vả. Nói chung một số là vì lụt thì họ giống có điều kiện kế nên nữa, mà họ chỉ có ở mức trọ thôi, nhưng gia đình có điều kiện thì họ đỡ. Chăn nuôi thì nói chung cũng thiệt hại là vì nói chung là nuôi thì nói chung gà vịt thì giỏ thì không bắt kịp, mà to thì họ bắt kiếm sáng còn nó lên đêm 2 giờ là nó lên, 4 giờ là nó ngưng, nhưng mà lỗi nó lên nhanh thì cũng thấy cả kịp đâu. Bò mẹ thì phải cột ngoài trời. Nói chung là vùng luôn thì phải chấp nhận phải ở rửa thôi. Con thanh thớ nó có hai hề nhưng họ lục nhà nhiều. Đồ thọ hà bố đấy họ ở dân họ kế hồ dân lên nữa thôi. Và được nhận những cái tấm lòng như thế này thì bác cảm thấy thế nào? Với người dân Bắc Giang và với tấm lòng Nghệ An? Nói chung là thay mặt cho những gia đình hộ nghèo, gần nghèo, những gia đình điều kiện khó khăn trong lụt lội, lụt phố lụt thấp, quá thấp thì mới được là nhận cái phần quà này. Thì thay mặt cho những gia đình được nhận quà này xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, là tỉnh Bắc Giang đã giúp đỡ mà hỗ trợ tấm lòng vàng. Thì một mệnh cái nói bằng mật này cái đó, nói chung là chỉ là chân thành cảm ơn. Bác họ tên là gì? Nguyễn Thị Phương ạ. Bác gì ạ? Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con nhân dân, do ảnh hưởng của bão số 4 đã gây mưa rất to trên địa bàn huyện Nguyên và gây ra các tình huống này. Một xã trên địa bàn huyện Nguyên, trong đó có xã Long Xá. Và hôm nay đoàn công tác của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bắc Giang đã đến thăm và tặng quà cho bà con nhân dân xã Long Xá. Về phía Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bắc Giang, tôi xin trân trọng giới thiệu tỉnh Bắc Giang lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời các bạn.
tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho huyện ủy, đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên, kính thưa đồng chí lãnh đạo thay mặt cho đảng ủy, đồng nhân dân huyện Hưng Nguyên, kính thưa đồng chí lãnh đạo đại diện cho đảng ủy, đồng nhân dân cũng như là con người đã làm nhiều gây sóng trộn rất nhiều cái cuộc sống của bà con nhân dân tỉnh Nghệ An. Và trước cái tình hình thực tế trên thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang với cái tấm lòng tương thân tương ái, các cấp hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang cũng đã triển khai vận động như là bà con nhân dân tỉnh Bắc Giang trong những ngày qua thì thường xuyên là hướng về miền Trung và về bà con nhân dân tỉnh Nghệ An, đã có rất nhiều những gia đình chung tay. Hôm nay thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang cũng đã có rất nhiều các cái chương trình triển khai như là thăm tặng quà cho bà con nhân dân của có cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc Giang. Khi năm 2021 thì tỉnh Bắc Giang cũng là tỉnh trọng cho em.
thuyền quá. Sau khi trao và tặng quà ở khu vực phía trong hội trường thì bà con ra khu vực phía xe và nhận quà. Tại vì xe của chúng tôi là quá lớn, không thể vào được cái cổng khu vực này. Đây, bà con đang ra nhận quà. Rồi, chúc bà hạnh phúc nha. Đây là có mì tôm, có gà đầu tiên nên bà mua thịt nha. Rồi rồi, cảm ơn bà. Rồi, cảm ơn bà. Đi bên đây mẹ ơi. Rồi, cảm ơn bà. Cái xe của cô đang ở đâu? Ai đưa bà đi, ai đón? Ai đón thì sao về được? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chống cằm. Quá là chị ơi, cho em chơi ảnh này. Chúc bà sức khỏe nhá. Như vậy là
chỉ trong đầy chưa tới 15 phút là chúng tôi đã trao hết những phần quà trên xe, và tổng số là khoảng hơn 200 hộ dân ở xã Long Xá, Nghệ An. Đi dẫn người đôi Bình Nguyễn anh ơi. Chị Dương hơi nghiêng mặt cái đây chị Dương ơi. Rồi đấy. Chị có thể cho biết là trước cái ảnh hưởng của cơn bão số 4 đổ bộ vào miền Trung, cơn bão Nozu, thì tôi biết Hội Chữ Đỏ tỉnh Bắc Giang thì đã có cái vận động nào để mà cùng và có những hoạt động ý nghĩa để hướng về miền Trung chung tay giúp đỡ đồng bào chúng ta vượt qua cái lũ lụt. Trước tình hình người dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra, với cái tinh thần thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, Hội Chữ Đỏ tỉnh Bắc Giang đã kịp thời triển khai kêu gọi vận động các cấp hội, các cán bộ hội viên tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ toàn tỉnh Bắc Giang chung tay ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung và đặc biệt là tỉnh Nghệ An. Qua 3 ngày phát động, Hội Đỏ tỉnh Bắc Giang đã vận động, đã tiếp nhận được từ các nhà hảo tâm và các cán bộ hội viên của toàn tỉnh với số gạo, lương thực, nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá trên 500 triệu đồng để hỗ trợ cho người dân tỉnh Nghệ An. Bây giờ trong cái dịp ủng hộ cho các cho tỉnh Nghệ An lần này thì có rất nhiều các cái mạnh thường quân, các cái doanh nghiệp cũng đã đồng hành cùng với Hội Chữ Đỏ tỉnh Bắc Giang trong suốt cái thời gian qua. Đặc biệt là công ty cổ phần bất động sản Phúc Phát Bắc Giang cũng đã luôn đồng hành cùng với Hội Chữ Đỏ tỉnh Bắc Giang trong những dịp lễ Tết, cũng như là các nhân những ngày lễ và các cái thiệt hại như là dịch ảnh hưởng như là dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Bắc Giang, cũng như là nhân dân hỗ trợ cho nhân dân các tỉnh miền Nam. Và nhân cái dịp lũ của cơn bão số 4 cùng với tỉnh Nghệ An thì công ty bất động sản Vĩnh Phát cũng đã chung tay cùng đồng hành cùng với Hội Chữ Đỏ tỉnh Bắc Giang ủng hộ rất nhiều những cái phần quà có ý nghĩa và giá trị rất là to lớn đối với bà con nhân dân tỉnh Nghệ An. Với một trong những đấy thông qua đấy thì mình cũng mong muốn qua cái hoạt động này thì chúng tôi nghĩ rằng có cái sự lan tỏa đến nhiều các cái doanh nghiệp, các cái mạnh thường quân khác và đến với cán bộ hội viên trong toàn tỉnh để cùng với chung tay cùng với Hội Chữ Đỏ tỉnh hỗ trợ cho người dân tỉnh các tỉnh miền Trung nói riêng và bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Bắc Giang nói chung. Rồi nhà mình nhìn cam với em nhá. Sau những gian nan, gian truân và vất vả thì chúng ta, những người dân con em tỉnh Bắc Giang đã tới và ủng hộ xã Long Xá. Vậy là chuyến đi thiện của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Chúng ta cùng 2-3 vẫy tay Long Xá. 1-2-3 tạm biệt Long Xá. Rồi, tuyệt vời quá mọi người ơi.